chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chạy thử cái máy Kansai cù bắp này coi thứ thế nào đây. Kansai K4 cắt chỉ tự động, xuất xứ Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan. Hệ thống cắt chỉ tự động, năng dung dịch tự động, dỡ dung dịch tự động. Đó, máy của anh hàng xóm làm đây, khá là đẹp và chắc chắn. Hôm nay mình sẽ chạy thử coi sao. Thôi mời anh cameraman quay giùm cái. Rồi quay đây nè. Quay cái máy thôi, đừng quay người nha, vô lắm. Quay cho thêm nè. Mời sát sát cho xíu. Đấy. Sát sát sát, quay sát cho luôn. Hãy mời cameraman quay giùm. Đúng rồi. Đây. Đó, khi chúng ta cắt chỉ là chân gì tự động dỡ lên và sẽ cắt luôn chỉ dưới. Đó. Máy chạy khá êm, mặn mẻ, êm như xe độ vậy đó. Này. À. Êm như giường nệm luôn. Đó. Gì? Êm như giường nệm. Êm như giường nệm. Máy chạy khá êm và chỉ khá đẹp nha anh em. Khi cắt chỉ nhân dịch tự động năng lên và chạy dưới cũng rất cắt chỉ dưới nè. Đó. Chỉ dưới ơn Caramel đã quay khá là nhiệt tình và miệng luôn nở nụ cười trên môi. Đó. Khi chúng ta cắt thì sẽ kẹp chỉ, kẹp cùng chỉ lại nè. Đó. Khá là hay. Đó. Chỉ đã được giấu xuống dưới nè. Không còn chỉ dư nữa. Đó. Chỉ được giấu xuống dưới. Chúng ta cắt chỉ là chỉ sẽ được kẹp vào cái đây. Thôi.